Lần trước mình đã giới thiệu với các bạn cái cách để nuôi nấm men để làm thức ăn cho bo bo. Thì cái chai nấm men thành phẩm nó sẽ như thế này đây. Đây là nấm men thành phẩm nha các bạn. Rồi, khi mà chúng ta đã có nấm men rồi thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cách để mình nuôi bo bo bằng nấm men cho nó thành công. Thứ nhất, khi mình nuôi nấm men thì mình cần chuẩn bị nước trước. Thì cái mực nước mình khuyên các bạn nên nuôi đó là khoảng từ 5 đến 6cm thôi. Ở cái mực nước này thì chúng ta không cần sục oxy nha các bạn. Và cái tỷ lệ thành công của chúng ta cũng rất là cao. Khi mà các bạn tăng mực nước lên càng cao á, thì cái việc nuôi bo bo của chúng ta nó càng khó khăn hơn. Và các bạn cần phải giải quyết rất là nhiều vấn đề kỹ thuật hơn. Cho nên để thành công ngay từ lúc đầu thì các bạn hãy làm theo mình. Sử dụng mực nước khoảng 5 đến 6cm thôi là vừa. Sau khi đã chuẩn bị nước xong thì các bạn cần thả bo bo giống. Bo bo giống của các bạn á, thì mình nghĩ là các bạn nên sử dụng cái con bo bo lấy từ cái viên Atimi nước ngọt của Thái Lan á. Cái loại bo bo này nó không có lẫn những cái con bo bo càng. Thì khi mà bo bo giống của các bạn á, mà có bo bo càng vô á, thì cái con bo bo càng này nó sẽ ăn chết những cái con bo bo bình thường của chúng ta. Mà khi bo bo chúng ta chưa kịp đẻ là nó bị ăn hết rồi, làm cái mẻ nuôi thất bại. Ở Sài Gòn, nếu các bạn gặp khó khăn về bo bo giống thì các bạn hãy comment dưới video này nhé. Mình sẽ cố gắng để mà hỗ trợ các bạn về cái khoản bo bo giống này. Rồi, bây giờ chúng ta bắt tay vào cái việc nuôi bo bo thôi các bạn. Các bạn nhớ cho mình nhé. Mực nước khoảng tầm 6cm thôi. Cái lượng bo bo giống các bạn thả đó thì nhiều ít gì thì tùy các bạn nha. Đây mình thường xuyên thả cái lượng bo bo cỡ này nè. Các bạn có thấy mật độ bo bo nó không nhiều đâu, ít thôi. Rồi sau khi thả xong như này các bạn cho ăn nha. Đây là cái nấm men mình đã chế sẵn ra và cho pha loãng bằng nước nè các bạn. Mình làm cho nó đều ha. Rồi mình hút vào cái chai, cái này là cái chai nước nhau mắt. Mình xài xong rồi, lấy lại sử dụng thôi. Cho nó như thế này nè các bạn. Không sao đâu, ông tết rồi chạy xe được à. Chạy vô. Các bạn lưu ý á, là khi chúng ta mới bắt đầu cho ăn lần đầu tiên thì chúng ta cho ăn cái lượng nó vừa phải thôi, đừng cho ăn quá nhiều. Tại vì cái sức ăn của bo bo lúc này á, nó không có nhiều, mật độ bo bo thưa, bo bo chưa đẻ con và nó mới vào cái môi trường mới nữa, do đó là cái lượng thức ăn nó sử dụng nó không có nhiều đâu. Các bạn thấy không, mình cho ăn cái lượng thức ăn của mình nó rất là ít và các bạn có thể hoàn toàn nhìn thấy đá như thế này nè. Các bạn cho ăn nhiều quá đó, bo bo nó ăn không hết, cái thức ăn nó lắng xuống đáy và nó sẽ làm ô nhiễm cái nước này, khiến cho cái mẻ nuôi chúng ta nó mau dơ nước và cái mẻ nuôi chúng ta nó không được như mong đợi. Mỗi ngày 2 lần, sáng 1 lần trước khi các bạn đi làm và chiều hoặc tối 1 lần trước khi các bạn đi ngủ hoặc là các bạn về tới nhà, để các bạn cho bo bo ăn giùm mình nha. Mỗi ngày 2 lần vậy thôi, rất là đơn giản và rất là ít tốn thời gian. Mỗi ngày chúng ta bỏ cho nó chừng khoảng 5 phút là chúng ta có thể nuôi được bo bo rồi. Đây là cái mẻ bo bo mà mình đã nuôi được 5 ngày. Từ cái lượng bo bo như thế này đây. Sau 5 ngày thì nó dày đặc như thế này nè các bạn. Còn bên này là mình đã nuôi được 7 ngày. Những con bo bo non nó đã lớn lên và nó đã thành một cái quần thể dày đặc như thế này, rất là nhiều. Cái này là mình đã lượt con bo bo qua cái vợt nha các bạn, để mà các bạn dễ hình dung ra cái mật độ nuôi bo bo tối đa nó như thế nào. Đây,
nó rất là nhiều. Đây, mật độ này là chưa tối đa nha, cái mật độ bên này của mình mới là cái mật độ tối đa mà mình đã đạt được nha các bạn. Không có giống như là các bạn nuôi bo bo bằng phân bò hay là nuôi bằng tảo. Khi mà bo bo đạt quần thể nó cao nhất á, thì nó sẽ tàn. Còn các bạn nuôi bằng men bánh mì này á, khi mà bo bo đạt cái mức cao nhất như thế này là nó cũng không tàn nha các bạn. Nếu mà các bạn cứ cho nó ăn mỗi ngày 2 lần, và khi nào mà nước dơ quá đó, như cái dụng cụ nuôi này của mình là nước khá là dơ rồi, chúng ta cần phải thay nước đó. Các bạn cứ cho nó ăn mỗi ngày 2 lần như vậy thì bo bo nó sẽ duy trì cái quần thể này hoài luôn nha các bạn. Khi nào có con già nó chết á, thì nó sẽ đẻ con non, nó duy trì cái quần thể này hoài. Bởi vì vậy á, mà khi mà chúng ta có thể thiết kế được một cái hồ, cái dụng cụ nuôi á, mà chúng ta rút được nước đáy và các cặn dơ ở đáy, và chúng ta có thể chăm nước thêm để duy trì cái quần thể này hoài, thì chúng ta sẽ có bo bo cho nó ăn hoài hoài luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ cái phần hướng dẫn nuôi bo bo cơ bản này của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc nào á, thì các bạn cứ comment dưới video giùm mình nhé. Mình sẽ cố gắng trả lời các bạn một cách chi tiết nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ like giùm mình nhé.